Em xin chào anh chị và các bạn nhé. Chào mừng mọi người đến với kênh của xe đạp mà giá sỉ em Minh này. Twitter R5. Cái này là màu xanh mọi người. Và phiên bản group Shimano Sora R3000 nhé, size 48 blue này. Thì mọi người em sẽ ráp lên và em quay màu sắc trực tiếp mà review cho mọi người cùng tham khảo nhé mọi người nhé. Mọi người cùng đợi em. Hàng mà sau khi em Minh khui thùng ra thì là nó bọc như này này mọi người. Bọc từ nhà máy về là như này. Rất là chắc chắn và cẩn thận nhé. Thế nên là khi mà các anh và các bạn mua hàng ấy thì không lo về cái việc là vận chuyển hay là như thế nào đâu. Bởi vì là bọc rất là chắc chắn. Em Minh không có đóng hàng từ cửa hàng mà là gửi hàng mới nguyên thùng luôn. Hàng mới nguyên thùng 100%. Từ nhà máy về là nó bọc cẩn thận lắm. Nhét vào trong thùng chắc chắn như thế này. Đấy, nên là mọi người không có lo nhá. Sau khi lắp xong thì chiếc R5 đã hoàn thiện rồi mọi người. Group Sora R3000 nhá, màu xanh. Cái này trên thùng nó ghi là blue, blue là xanh nước biển à? Xanh nước biển. Đúng rồi, blue là xanh nước biển. Giá Minh bán là 15.500.000 nha mọi người. Twitter R5 mới nhất hiện tại. Mọi người cùng tham khảo chi tiết cấu hình con này nhá. Ba món Shimano Sora thôi, tay lắc thôi, trục rỗng. Trục rỗng. Màu này rất đẹp mọi người. Màu này cực kỳ sang luôn này. Xanh, blue. Gạt đĩa của nó là Shimano Sora 2 đĩa. Trục rỗng. Retropec giò dĩa. Cùi đề lip của nó là Shimano Sora luôn. Lip là lip 9 mọi người nhé. Lip là lip 9. Shimano Sora thì nó sẽ là lip 9. Con này niền của nó niền 4 phân. Racing made by Retropec mọi người. Vỏ của nó là vỏ Innova Pro 700x25. Đấy, mọi người bơm con này là 120 PSI nhá. Bơm maximum luôn. Cối nổ này mọi người này, mọi người thử xem nhé. Kêu cực kỳ to luôn, cối nổ CNC của Retropec. Đùm là đương nhiên thì mấy cái này là đùm bạc đạn hết rồi. Lip là lip thả. Mấy cái này không phải nói rồi, đi theo bộ của nó rồi cơ mà, Shimano Sora cơ mà. Đấy. Con này là thắng Techo mọi người, thắng Techo nhá, cực kỳ đẹp. Thắng xịn, thắng này thắng Techo này sẽ xịn hơn thắng Retropec. Thì giá nó chênh hơn mấy con kia là 1 triệu cơ mà. Là 15.500.000, con này 15.500.000. Mà nó lên được bộ chuyển động Shimano Sora. Đấy, em rất thích mấy cái màu sơn kiểu này. Cực kỳ là đẹp, cực kỳ sang luôn. Con này là carbon fiber nhá. Carbon fiber. Twitter thì em Minh thì có đủ cả tất cả các size và tất cả các màu. Riêng R5 thì nó có 6 màu đấy. Size là size 46 48 thì là chủ yếu. Size 46 48 là chủ yếu mọi người nhé. Chứ còn những size như của 45 hoặc là 50 thì sẽ rất là ít lấy bởi vì nó không phổ thông. Cheater R5. Xe đua nhá, road bike. Thì con này thì ghi đông bông tăng của Cheater là đồ nhôm thôi. Thì rất là nhiều các anh hỏi là có đầu cá mập không, và có tức là ghi đông bông tăng là carbon đấy, thì em không có làm cái hàng đấy bởi vì là thực ra đến như em chạy xe thì em cũng không thích ghi đông bông tăng. Em thì em thích ghi đông bông tăng nhôm hơn thì đi cho nó an toàn mọi người ạ. Chứ còn ghi đông bông tăng mà carbon thì nhiều lúc mình tì thì cũng
chắc chắn là người ta thiết kế thì người ta cũng tính cả rồi, nhưng mà mình cảm thấy là ghi đông nhôm rồi vô tăng nhôm rồi cho nó chắc chắn mọi người ạ. Nhôm thì nó cứng mà, chứ còn carbon thì khung sườn thì là nó kết cấu của nó như vậy thì là nó không không cái kết cấu của nó rất là chắc chắn, bởi vì có thanh nọ thanh kia nó đỡ. Còn đâu mà ví dụ như bô tăng ấy thì hai cái này được gắn vào đây, tì vào đây, cũng em cũng không thích lắm, không thích cái kiểu này lắm. Đấy, thì mọi người tùy mọi người có thể là mua cái bản nhôm này hoặc là mua cái bản cá mập thì tùy vào sở thích thôi. Còn em thì em chỉ làm nhôm thôi. Đấy, xe thì rất là đẹp đấy mọi người, màu sắc này rất đẹp, thắng trước là thắng Techo này. Đấy, cái đùm trước của nó thì không phải là đùm cuối nổ, nó chỉ là đằng sau nổ thôi. Đằng sau nổ mà đằng trước nổ nữa thì nó kêu lộn xộn với nhau, nó chỉ kêu một cái thôi. Đùm là đùm mặc đạn mọi người nhé. Cái chớn này cực kỳ tốt này, chớn này là chớn của cái đùm trước này, cực kỳ là trơn này mọi người này. Đấy, em Minh thì bán 15.500.000 group Sora R3000, 3 món tay lắc này, rồi gạt đĩa Shimano Sora R3000, rồi cùi đầy lip là Shimano Sora R3000 9 lip, trục rỗng, phuộc carbon, khung carbon, cốt điên carbon, kilo bông tăng là nhôm. Đấy, bánh là bánh 700x25, vỏ Innova liền 4 phân mọi người, trục rỗng Retropec. Đấy, mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em Minh nhé, số điện thoại 0706198999. Con này thì cái bê đan của nó đây. Đấy, bê đan thì bê đan Retropec. Bình thường nếu mà bê đan kia thì em treo ở trên, bê đan thì treo ở trên yên, nhưng mà cái này nó là hộp, cái này em không có treo. Đấy, thì mọi người mua hàng liên hệ em nhé. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều, mọi người cho em xin một like, một đăng ký kênh nhé. Em sẽ lắp thật là nhiều mẫu lên để cập nhật để cho mọi người coi được nhiều mẫu, tham khảo được nhiều giá nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.